Về cái phần tính chất vật lý á, thì là thông thường là khi mà học bài thì các bạn sẽ có bỏ qua cái phần tính chất vật lý này, nhưng mà với amin thì không được bỏ nha, tại vì có thể kiểm tra hoài cái này á. Câu hỏi ta hỏi biết đầu tiên gạch đầu dòng nè, các amin đều đều độc độc hại á, chứ không phải là độc đáo nha, độc độc hại á. Rồi ý thứ hai nè, có bốn amin trạng thái khí nha, có bốn amin trạng thái khí thôi nha, nhớ đó, tan trong nước, có mùi khai, có mùi khai giống như amo nhác vậy đó nha, được chưa? Rồi thì đó là những amin nào, đó là bốn amin đầu tiên mà chúng ta ghi, đó chính là metinamin nè. Nên sẽ hỏi mắc cười lắm, amin là sao đây, trạng thái khí gì đó, nó cho A, B, C, D, đó, nói gì đó. Rồi, etinamin nè, etinamin là C2H5NH2 nè. Rồi, dimetinamin nè, cũng là C2 luôn nha, cũng là C2 luôn, đó là CH3 nè, CH3NHCH3 đó các bạn, CH3NHCH3, thì nhiều khi người ta trong đề người ta sẽ ghi gọn là gì nè, đó, thì nó ghi gọn vậy, nó ghi gọn vậy đó, nó không ghi kiểu kia đâu, biết sao không, người ta làm cho mình sai ấy, người ta ráng cho mình sai mà, nên mình phải ráng né sai. Và thứ ba là trimetinamin, trimetinamin tri nha, là CH3 đúng không, ba cái gạch, nhưng mà người ta sẽ ghi gọn là CH3 ba lần N, ghi nhớ nhá, cố gắng. Rồi đầu dòng cuối cùng trong phần tính chất vật lý cần lưu ý đó là thằng anilin, thằng này hỏi hoài anilin ngược lại hoàn toàn so với ông kia, nó là chất lỏng nha, không tan trong nước nha, rồi rồi sang phần tính chất vật lý, các bạn ghi đi, ghi cho